Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ghép ngọn cho cái cây sứ trẻ lồng bị hư nè các bạn. Mình có cái cây này vừa rồi mình trẻ cái lục bình, nhìn rất đẹp nhưng mà bên trên nó bị hư một nan nữa các bạn. Mất giá trị cây, thử ra giờ mình chỉ chơi cái bầu không thôi. Giờ cắt ngang đây. Tại trên nó là cái miệng bình mà giờ nó bị hư rồi, cho nên giờ mình cắt ngang qua. Mình sẽ ghép ngọn cho nó nha các bạn. Mình sẽ ghép ngọn cho nó bằng cái keo, bằng keo trong. Mình thấy hiệu quả lắm các bạn. Tại vì mấy cái cây này mình để lâu rồi, nó cũng đang phát triển khỏe nha các bạn. Thì thường thường là mấy cái cây nó phát triển khỏe, các bạn ghép nó đạt hiệu quả rất cao luôn. Mà vừa rồi mình cũng ghép cũng có một số cây nó bị hư miệng bình đó. Mình cũng ghép ngọn cho nó, thế ăn ngon lành hết rồi các bạn. Thì tí nữa mình sẽ mở cái đó cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay còn cái cây này nè, vừa rồi mình mới cắt xả cái ngọn trên, bây giờ mình sẽ cắt tiếp nè. Các bạn thấy là cái vết trẻ lục bình này, đó bên trên nè. Bây giờ mình sẽ cắt cho nó mất hết cái dấu này đi nha các bạn. Cắt cho nó mất hết cái dấu này đi rồi để mình ghép. Đây là cái ngọn cây. Cái ngọn này nó là cái ngọn cây của cái cây ghép kia rồi nha các bạn. Nhưng mà mình cắt luôn, mình xả luôn. Vừa rồi có một cây đó, nó mình thấy cái củ nó yếu quá, nó phát triển hơi yếu. Thử ra mình có thấy mấy cái ngọn nè, mình cắt mình xả. Để mình ghép ngọn cho mấy cái cây này. Bây giờ mình sẽ cắt cái này cho nó sạch sẽ luôn nha các bạn. Đó. Cắt cho nó hết cái vết đen luôn. Rồi. Còn cái này bây giờ mình sẽ cắt ở đây, mình ghép cho nó ăn chắc luôn nha các bạn. Đây. Đó, giờ mình sẽ ghép vào đây. Siết cho nó chặt xuống nha các bạn nhé, để cho nó đừng có hở. Rồi, quấn ngang lại một cái nữa cho nó giữ lại là xong rồi thôi. Thì cái cây mà các bạn muốn ghép như vậy á, thì các bạn phải để cho nó đang phát triển khỏe nha các bạn.
có dưa tàn nhánh của nó, lá của nó đang ra ngon lành á, thì đó các bạn cắt nó đi. Đó, các bạn ghép như vậy thì cái hiệu quả rất cao. Ghép xong rồi các bạn phải lấy cái bọc các bạn chùm lại nhé. Ít nhất là phải 10 ngày sau thì các bạn mới bỏ cái bọc ra. Bỏ cái bọc ra, còn cái băng keo bên trong đó các bạn thì các bạn khoan hắn bỏ để khoảng chừng 15-20 ngày sau đó, 15-20 ngày các bạn mới bỏ ra được nhé. Tại nếu như các bạn mà ghép bo á, ghép cái bo cho nó thì khoảng 15 ngày là bỏ tháo cái chùm bo ra được rồi, nhưng mà tại vì cái này các bạn ghép ngọn á, cho nên cái ngọn của nó lớn, mô ghép nó lớn và nó bị mấy cái nhánh cây bầy nữa nè các bạn, cho nên mình tháo sớm quá vô tình cái mình đụng vô á, và nó lại rớt bo, rớt cái bo ghép đó, cho nên là cái ghép ngọn như vậy các bạn, hắn khoan từ từ hắn tháo cái băng keo nó ra. Nó như vậy là 10 ngày sau là mình tháo cái bọc này ra được rồi, còn cái băng keo trong là để 20 ngày tháo nha các bạn nhé. Đây thì hay mình có cái cây này mình ghép cũng được 10 ngày rồi nè các bạn, để mình tháo cái bọc ra coi nó làm sao nha các bạn nhé. Cây này cũng là trẻ bị hư đó các bạn. Thường là mấy cái cây mà nó mấy cái cây mà cái ngọn của nó nhỏ, nó chưa đủ lớn mà mình đi mình chẻ nó nhiều nan quá đó các bạn. Cái nan nó nhỏ, bên trên nó nhỏ cho nên là nó dễ bị teo nan lắm. Đó thì có mỗi một cây đó thì bị hư một cái nan nè, mà nó hư cái nan cái là mất giá trị rồi, cho nên là mình cắt bỏ cái miệng luôn. Đây cây với kia là cây, cái này là cái cây của nhánh của nó ra, cái này nó ra giống như san hô đó, cái này nó ra dây giống như san hô đó. Còn cái nhánh mình ghép nè, con biết ăn nhưng nó cũng ăn rồi nha các bạn. Coi như mình ghép 10 ngày mà cái lá của nó vẫn tươi tốt nè, là coi như là chắc là nó ăn rồi. Nhưng mà cái mình chưa tháo này ra đâu, có những cái cây là mình sẽ tháo. Đây có cây này đây, này cái này mình cũng ghép ngọn rồi các bạn, hiểu rồi, mình tháo bọc ra rồi. Hôm nay để mình tháo cái mình tháo cái thân băng keo trong ra coi cho các bạn xem. Thì vừa rồi mình kéo ghép ngọn hai cái này, còn cái này là mình ghép bo nè các bạn. Hôm nay mình tháo ra coi sao. Bo thì nó ăn rồi nè, nó cũng nhú tược rồi nè, rồi cái bo này ăn rồi, nhú tược rồi, còn cái băng keo trong thì hôm nay mình cũng tháo ra luôn. Cái này muốn tháo ra phải để cho nó ăn bo chắc chắn rồi mới tháo được nha các bạn. Chưa tháo mà sớm quá, nhiều lúc vô tình mình đụng vô là nó rớt bo nha. Bây giờ nó ăn rồi nhưng mà mình phải để cẩn thận, chứ không có là đụng vô là nó rớt bo. Đó, mình ghép bằng cái bạc keo trong nữa các bạn. Thì ghép ngọn nó bây giờ nó cũng ăn hết rồi. Rồi cái này cũng dính đang phát triển luôn rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái ngọn của nó, cái mầm của nó đang phát triển lá luôn rồi các bạn.
Đó, cái này thì mình cũng ghép bằng bằng ngòn nhé các bạn nhé, ghép ngòn bằng cái băng keo trong. Đây còn mấy cái cây này là không bị hư rồi các bạn, mấy cây này đang phát triển khỏe này, vừa rồi mình cũng ghép bo cho nó. Bo nó bây giờ hôm nay nó đang đâm tường hết rồi. Mình để lại mấy cái nhánh này để cho nó lá nó vẫn quang hợp nước nha các bạn, để nó quang hợp bình thường để cho nó phát triển luôn mấy cái ngọn này. Mấy cái này là ít bữa nữa mình sẽ cắt nó đi. Cái này nó phát triển rồi mình sẽ cắt bỏ cái nhánh mẹ nó đi. Đây cũng vậy nè các bạn, vừa rồi mình ghép mình cũng chừa lại mấy cái lá này để cho nó vẫn quang hợp á. Lá cây này đang lên sung. Giờ mình ghép ba bo nè, bây giờ ba bo nào cũng dính hết rồi. Rồi còn cái này nữa nè các bạn. Đây các bạn thấy cái mối ghép của nó. Này mình cũng cắt nguyên cái mình xả tàn của cái cây khác đó các bạn. Mình xả bỏ nó bo luôn. Mình lấy cái ngọn của nó mình ghép qua ba cái nhánh này nè. Bây giờ cái nào cũng dính rồi, cái nào cũng lên ngon lành hết rồi các bạn. Đó, ghép ngọn á, cái này mình ghép ngọn bằng băng keo á. Băng keo trong á mình dàn qua dàn lại nè. Thì hôm nay giờ nó đang phát triển khỏe. Thì bây giờ nếu mà các bạn mà ghép bằng băng keo trong thì đạt hiệu quả cao lắm nha các bạn, nó đạt hiệu quả còn ngon lành hơn là cái ghép bo đó. Nhưng mà nó các bạn muốn cho thành công hoàn hảo á thì các bạn phải để cho cái cây của các bạn nó đang sung sức nha, nó đang lên, nó đang phát triển ngon lành á. Đó là cái cây nguyên liệu á, nó đang phát triển ngon lành thì đó, các bạn mới ghép cái bo khác vô. Thì các bạn trước khi ghép thì cũng phải cắt nước nó đi. Cắt nước đi rồi để cho khoảng tuần sau hay 10 ngày sau gì á nó đâm tược rồi ra, mình các bạn thấy đâm tược rồi các bạn mới tưới nha. Lúc mà mới bắt đầu ghép thì không có cần, nó không có lá cho nên nó không cần nước đâu. Nó chưa có quang hợp được, mà nếu mà các bạn cứ tưới vô là nó sẽ bị úng, nó thối ngọn nha các bạn. Thì các bạn phải cắt nước cho nó khô đã rồi ghép xong. Khi nào mà nó đâm tược rồi nó ra lá rồi thì các bạn mới tưới. Rồi. Mình hôm nay mình cũng chia sẻ cách là ghép ngọn của cái cây mấy cây sứ bằng keo băng keo trong. Thì cây này mình mới ghép đây. Đó, một tuần 10 ngày sau mình sẽ tháo bọc. Rồi 20 ngày sau mình sẽ tháo băng keo giống cái này nè các bạn. Thì mấy cái này là mình đều ghép ngọn. Đây cây này mình cũng ghép ngọn nè. Đó, cái này là tháo được rồi, tháo băng keo được rồi luôn nè các bạn. Cái này thì mình cũng tháo bọc nọ rồi. Giờ hôm nay nó cũng dính, nó cũng đang phát triển ngọn lá ngon lành rồi nè. Rồi mình, các bạn nếu thấy video mình bổ ích thì các bạn nhớ like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha các bạn. Các bạn nhấn vào cái chuông nếu mà mình có chia sẻ lên nữa sẽ thông báo đến các bạn nha. Rồi bây giờ mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công nha các bạn.